Vợ chồng đến với nhau là duyên hay nợ? Chào mừng quý khán thính giả đã đến với kênh Vạn Điều Hay. Kính chúc quý khán thính giả nghe kênh một ngày hạnh phúc và tràn ngập niềm vui. Nhân gian từ xa xưa đã có không ít những câu tục ngữ, ca dao ngợi ca tình nghĩa vợ chồng như thuận vợ thuận chồng, tát bể đông cũng cạn. Tức có nghĩa mọi sự trong cuộc sống này diễn ra nếu hai vợ chồng cùng đồng tâm hiệp lực, thấu hiểu, cùng chí hướng và cùng cố gắng thì chắc chắn mọi việc cũng sẽ thành công. Hay là câu tục ngữ, một ngày là vợ chồng, nghìn năm ân nghĩa, để nhấn mạnh tình nghĩa vợ chồng sắt son, không dễ chia lìa. Vợ chồng ăn ở với nhau cả đời, chứ không phải ngày một ngày hai. Chính vì vậy, vợ chồng trông cậy vào nhau lúc ốm đau hoạn nạn. Dù sướng hay khổ, buồn hay vui, lúc gặp hoạn nạn thì cũng phải yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, đó mới là phải đạo. Đạo nào sâu cho bằng ân nghĩa vợ chồng. Trong cuộc sống tấp nập, ta có rất nhiều mối quan hệ, nhưng người đó có thể trở thành những người bạn bình thường, bạn tri kỷ. Các cụ đã từng nói, phải duyên, phải số mới thành vợ chồng, chứ không phải là ngẫu nhiên. Tất cả đều là duyên phận từ kiếp trước. Tuy nhiên, không phải cặp vợ chồng nào cũng hạnh phúc. Có những cặp vợ chồng sống với nhau hòa thuận, thì cũng có những cặp vợ chồng đối xử với nhau một cách lạnh nhạt, thậm chí oán hận. Có những người vợ không ngừng than vãn, oán trách số phận, rằng tại sao số phận lại sắp xếp cho mình lấy phải một người đàn ông tệ bạc, vô dụng như vậy. Kỳ thực là người phụ nữ nào lấy một người chồng, hoặc thậm chí một vài đời chồng, thì đều đã nằm trong số mệnh của họ. Tất cả những người mà chúng ta gặp ở đời này đều đã được sắp đặt bởi mối lương duyên từ kiếp trước. Không nợ sẽ không đến, ai cũng vậy. Nếu cuộc hôn nhân của bạn không có hạnh phúc, hoặc hai vợ chồng thường xuyên xích mích, mâu thuẫn, bạn nên làm gì? Vì duyên nên gặp gỡ, vì nghĩa nên mới thành vợ chồng. Vì vậy, ở đời dù gặp phải phong ba bão táp gì, thì vợ chồng hãy cùng nhau vượt qua, đừng dễ dàng buông tay nhau. Vì đâu có dễ dàng gì mà gặp gỡ nhau ở kiếp này, nữa là đã nên duyên vợ chồng. Một khi đã buông tay, thì đôi khi cả đời cả kiếp cũng không còn gặp lại. Đức Phật đã nói rằng, nếu không nợ nhau, thì làm sao gặp gỡ? Có thể người vợ ở kiếp này là người bạn đã chôn ở kiếp trước, tới trả nợ cho bạn. Đứa con trai ở kiếp này là chủ nợ của bạn ở kiếp trước, đến để đòi nợ từ kiếp trước. Đứa con gái ở kiếp này là người tình ở kiếp trước, đã tới vì tình cảm chưa dứt. Người tình ở kiếp này là vợ chồng ở kiếp trước, tới để nối tiếp duyên chưa dứt. Hồng nhan tri kỷ ở kiếp này là anh em của kiếp trước, tới chia sẻ những tâm sự chưa nói hết. Người giàu có kiếp này là người giàu thể hiện từ kiếp trước, nhận phần công đức đã phát ra từ số kiếp. Đây không phải là mê tín, mà là nhân quả luân hồi, là số kiếp. Phật giáo giảng rằng, để có thể trở thành vợ chồng kiếp này, thì cả hai phải có duyên tiền định, tức là phải có mối quan hệ nhân duyên từ các đời trước, trong sự tái sinh luân hồi của con người. Duyên nợ vợ chồng kiếp này có được nhờ mối quan hệ nhân quả từ các đời trước mang đến cho đời này. Nếu vợ chồng bạn sống bình yên bên nhau, hẳn là các kiếp trước các bạn đã có thiện duyên với nhau. Người này đã làm những việc tốt cho người kia và ngược lại. Nếu vợ chồng bạn thường xuyên xung đột với nhau,
chồng hay lớn tiếng bắt nạt vợ, hoặc ngược lại, thì ở kiếp trước, một trong hai người đã gây ra điều ác với người kia. Và đến kiếp này thì hoán đổi lại. Tình cảm lớn nhất của đời người là tình cảm vợ chồng. Và sự kết nối ý nghĩa cũng chính là sự kết nối giữa vợ và chồng. Lòng khoan dung vơ bờ bến là lòng khoan dung mà vợ chồng dành cho nhau. Sự nhường nhịn ân cần cũng chính là sự nhường nhịn giữa hai vợ chồng. Và sự quan tâm không thể thiếu của một trong hai người cũng chính là sự quan tâm giữa vợ và chồng. Người ta ví hôn nhân như một tách trà. Khi vợ chồng êm ấm, hòa thuận thì tách trà mang vị ngọt. Khi bền lòng vượt qua bão tố thì tách trà nồng đượm hương thơm. Ngay cả tách trà đắng thì cuối cùng vẫn để lại vị ngọt trên môi. Khi vợ chồng cùng nắm tay bước đến con đường cuối cùng thì hết thảy những nỗi đau trong đời đều tỏa ra hương vị. Sau khi kết hôn, vì những điều vụn vặt trong cuộc sống mà vợ chồng không tránh khỏi va chạm. Khi chung sống lâu dài, người chồng có thể thấy vợ mình không còn xinh đẹp như những cô gái khác. Còn người vợ cũng thấy rằng chồng mình không còn lịch lãm như xưa. Cũng có thể một số người khi có trong tay tiền tài địa vị thì đi tìm cho mình một bến đỗ mới mẻ hơn. Nhưng có ai nhìn lại vợ mình khi xưa cũng là một cô gái xinh đẹp trẻ trung. Nhưng vì toàn tâm toàn ý với gia đình nên mới trở thành đóa hoa tàn úa. Là người chồng, đừng bao giờ hỏi người ta dáng vẻ yểu điệu thục nữ của vợ mình đã đi đâu mất. Xin hãy quay đầu nhìn về phía các con, bởi vì cô ấy giờ đây đã là mẹ của các con mình rồi. Là người chồng, cũng xin đừng bao giờ hỏi dung nhan xinh đẹp của vợ mình đã đi đâu, bởi vì cô ấy đã dốc sức chăm lo cho gia đình để bạn yên tâm phát triển sự nghiệp lâu dài. Là người chồng, xin đừng trách vợ tại sao không thường xuyên mua quần áo đẹp như xưa, không dạo phố như xưa. Cũng đừng trách cô ấy vì sao không được chỉnh tề như thuở mới hẹn hò. Đó là vì người vợ giờ đây đã là người của gia đình, toàn tâm toàn ý với chồng con, nên không còn có thời gian chăm sóc cho bản thân nhiều như xưa. Một người vợ luôn tốt với chồng, với con, sẵn sàng hy sinh tất cả, không quản báo đáp. Đó chẳng phải là vì người chồng, vì chính người mà cô ấy yêu nhất trên đời hay sao? Là một người mà cô ấy coi trọng nhất hay sao? Người chồng, người vợ luôn là những người đêm khuya nóng ruột chờ đợi khi bạn chưa trở về. Là người không ghét bỏ, rời xa khi bạn nghèo khó, luôn lặng lẽ bên bạn, cổ vũ và khích lệ bạn, hỗ trợ bạn cho đến khi công thành danh toại. Khi bạn lâm bệnh, họ sẽ là người khắc khắc bên bạn, chăm sóc không quản ngày đêm. Đó chẳng phải là đủ ân nhân rồi hay sao? Người vợ là con thuyền mang đến sự ấm áp cho chồng. Người chồng là bến cảng mang đến sự bình an cho vợ. Cho nên, bất kể một loại tình cảm nam nữ nào khác trên thế giới này đều không thể so sánh giữa tình cảm vợ và chồng. Hãy luôn yêu thương và trân quý người vợ và chồng của mình. Hãy cho họ một khoảng thời gian và một không gian riêng. Yêu thương là phải trân quý, đừng để mất đi rồi mới nhận ra những điều tốt đẹp của họ. Lúc ấy, hối hận cũng đã muộn màng. Quý vị thân mến, tu trăm năm mới cùng thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối. Bởi vậy, quý vị hãy trân quý đối phương của mình, dù họ có ra sao đi chăng nữa. Trong giới nhà Phật, có ba loại duyên chính tạo nên nhân duyên vợ chồng. Kính mời quý vị cùng lắng nghe và suy ngẫm với Vạn điều hay nhé. Thứ nhất, duyên báo ân. Nhiều người thắc mắc tại sao mình lại yêu và lấy người này
chứ không phải người khác. Trong 7 tỷ người, chỉ có duy nhất một người là định mệnh của bạn. Đó là duyên báo ân, duyên lành mà hai người đã gieo từ kiếp trước, nên kiếp này nở thành quả lành để chung hưởng hạnh phúc lứa đôi. Kiếp trước có người giúp bạn khỏi nguy nan, dẫu là nhỏ nhoi nhưng vẫn ghi lòng tạc dạ. Kiếp này bạn là nam thì người ấy là nữ, và ngược lại, tìm lại ân nhân để kết duyên và mang lại hạnh phúc cho nhau. Duyên này là duyên lành, hạnh phúc mỹ mãn. Một người có thể vì nửa kia mà tự nguyện làm nhiều việc, nhường nhịn, chia sẻ, tâm tình, nâng cao ý nghĩa của mối quan hệ vợ chồng đúng nghĩa. Thứ hai là duyên trả nợ. Rõ ràng là không máu mủ ruột già, không chung cùng huyết thống, nhưng lại gắn bó với nhau suốt đời. Đó là vì duyên. Có thể kiếp trước không trả hết, kiếp này tới trả. Nợ tiền hay nợ tình đều tính là nợ. Đời có vay có trả, có nợ ắt phải gặp nhau. Nợ quá sâu lại nên duyên vợ chồng. Có những cặp vợ chồng chăm lo cho chồng hết mực, lại có cặp vợ chồng gánh vác hết thảy, luôn quan tâm và che chở cho vợ. Duyên vợ chồng này, một người cho, một người nhận, là vì kiếp trước người chồng vợ còn vướng nợ với đối phương. Thế nên đừng thấy người khác được bạn đời chăm lo, chiều chuộng mà ganh ghét. Ai có phúc của người ấy, họ chỉ đang hưởng thụ những gì mà họ đáng hưởng từ kiếp trước mà thôi. Bạn không có phúc phần ấy bởi vì bạn chưa gieo đủ nhân lành. Phúc phần ấy bạn chưa xứng đáng được hưởng. Vì vậy, phải tăng tạo phúc báu, tích đức, làm việc thiện ở kiếp này thay vì tị nạnh với người khác. Cuối cùng là duyên cân bằng. Đôi khi là vợ chồng kiếp trước đã có, cho và nhận lẫn nhau, kiếp này gặp lại để hoàn thành nợ nần, kết thành vợ chồng. Vợ trả nợ cho chồng, chồng trả nợ cho vợ. Hai người vừa là chủ nợ, vừa là con nợ của nhau. Một mối quan hệ cân bằng, không có bất công. Rồi cuộc sống ở chính kiếp này sẽ tạo nên nhiều duyên nợ nối tiếp, lại kéo dài nhân duyên vợ chồng của chính bạn ở kiếp sau. Bạn nợ ai, bạn cho ai vay, đều sẽ là vòng tuần hoàn nhân quả, nảy sinh gặp gỡ là duyên tiền định. Duyên vợ chồng không phải là ngẫu nhiên, mà là do chúng ta tự tạo dựng. Vạn sự là tùy duyên. Duyên này không hề sắp đặt, mà là do bạn tự nắm lấy. Hai người chung sống với nhau, gia đình phải trải qua duyên từ kiếp trước đến kiếp này. Không đếm nổi bao nhiêu là khó khăn, bao nhiêu là trắc trở, vượt không gian, thời gian để ở bên nhau. Nên duyên này lành hay dữ đều đáng được trân trọng. Tốt hay xấu đều là do hành động của một con người để tạo thành nhân quả. Vợ chồng là nghĩa trăm năm, sống với nhau không những trả hết nợ cho nhau mà còn bồi đắp thêm những điều tốt đẹp cho nhau. Các bạn ạ, yêu nhau và đến với nhau là nhờ có duyên phận. Vậy nên đừng quá buồn khi cô đơn, nhưng cũng đừng bỏ lỡ khi duyên đến. Cuộc đời có biết bao nhiêu mối tình dang dở, có những duyên tình yêu tan vỡ, có khi cả đời chỉ tập trung sự nghiệp, đến khi về già mới nhận ra rằng mình cô đơn. Có những người gần như đến ngày cưới còn hủy hôn. Tất cả đều do chúng ta chưa có đủ duyên phận mà thôi. Duyên vận thật kỳ lạ, không ai hiểu hết được. Có khi yêu mà không thể ở bên nhau, có khi cố chấp mà lại càng thất bại. Người ta thường xin Phật ban cho nửa kia, nhưng tình yêu
là do con người tự tạo trong biển người rộng lớn. Phật dạy rằng duyên vợ chồng cần phải tu tập và vun đắp rất nhiều mới thành được. Vì vậy, đừng quá đau khổ nếu chưa gặp được người phù hợp. Tuổi tác không quan trọng trong tình yêu. Chỉ khi bỏ lỡ duyên đích thực mới là điều đáng tiếc. Hãy sống theo con tim, đừng vì áp lực mà lấy nhầm người. Lãng phí duyên kiếp này sẽ phải trả giá ở kiếp sau. Đừng vì chút cô đơn mà đánh đổi hạnh phúc đích thực của bạn. Nhờ có duyên phận, không phải ngẫu nhiên mà chúng ta có mặt ở đây để cùng ngẫm nghĩ vấn đề nhân duyên này. Có những người lần đầu gặp đã thấy thân thiết như đã từng quen biết. Ngược lại, có những người lần đầu gặp chúng ta đã ghét. Đó chính là dấu hiệu cho thấy chúng ta đã từng có nhân duyên với nhau từ kiếp trước. Gặp người từng mang ơn thì liền cảm thấy thân thiện. Gặp người từng oán thù thì sẽ cảm thấy bực bội. Con người chúng ta vì tạo nên nhiều nghiệp thiện ác khác nhau nên mới phải có luân hồi ở cõi trần gian. Cha mẹ yêu thương con cái, mong ngăn cản mọi nguy hiểm cho con, nhưng rồi tuổi tác cũng lớn dần, đến một ngày sẽ phải xa con. Con cái hiếu thảo, mong cha mẹ sống thọ trăm tuổi, nhưng rồi cũng phải chứng kiến cha mẹ ra đi. Bạn bè quý mến nhau, nhưng cũng đến lúc phải xa cách. Chúng ta chỉ có thể đồng hành cùng với người thân yêu trong một quãng thời gian ngắn của cuộc đời. Vì biết thời gian có hạn nên ta càng trân trọng những gì đang có. Cuộc sống vốn vô thường nên ta cần học cách buông bỏ, đừng quá lệ thuộc vào cha mẹ, con cái. Hãy xem người khác là người bạn đồng hành cùng mình trên một chặng đường, chứ không phải là vật sở hữu mãi mãi. Dù chỉ là chặng đường ngắn, ta vẫn nên sống chan hòa và quan tâm đến nhau. Không nên ép buộc người khác phải phục tùng mình. Sống như vậy, cuộc đời sẽ vui vẻ và không còn đau khổ. Các bạn ạ, trong cuộc đời này, có những vấn đề không thể cưỡng cầu được, chính là duyên phận. Muốn cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc, ta chỉ cần để mọi việc tự nhiên theo dòng chảy của nó. Cổ nhân từng nói, mọi chuyện xảy đến trong cuộc đời đều do duyên số sắp đặt. Chúng ta không nên quá cố gắng, mong cầu. Người tin vào duyên phận thường sẽ sống rất bình thản. Họ vui vẻ đón nhận những gì duyên mang tới, đồng thời cũng buông bỏ khi duyên đã hết. Từ đó, tâm hồn họ tìm được sự an yên, tự tại. Bởi lẽ, họ hiểu mọi vật trên thế gian đều có duyên, đều có số. Do duyên mà diệt, do duyên mà sinh. Chính vì vậy, ta gọi đó là vạn sự tùy duyên. Thưa quý vị, cuộc đời này quả thực có rất nhiều điều bí ẩn khiến cho chúng ta không khỏi suy nghĩ, trăn trở. Ai gặp ai, việc gì diễn ra, khi nào xảy ra, tất cả như đã được sắp xếp hết rồi. Bởi vậy, ta nên trân trọng mọi mối lương duyên ở kiếp này, vì lẽ đời có bao nhiêu mà hững hờ. Vợ chồng đến với nhau, dù là duyên báo ân, duyên báo nợ hay duyên cân bằng, thì ta cũng cần phải trân trọng và nâng niu đối phương mọi phút giây. Hy vọng rằng qua video này, Vạn Điều Hay đã giúp quý khán thính giả am hiểu nhiều hơn về duyên và nợ, về sự tương phùng giữa vợ và chồng ở kiếp này đều là do nhân quả từ kiếp trước. Cho dù cuộc sống còn nhiều khó khăn và vất vả, nhưng Vạn Điều Hay tin rằng khi vợ và chồng cùng đồng lòng, biết chia sẻ và thương yêu lẫn nhau thì mọi gian khổ sẽ chỉ là hư vô. Kính chúc quý vị một ngày thật hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Và đừng quên like và đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông để nhận được thông báo mới nhất từ chúng tôi.